Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày mùng 4 tháng 7. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Hội nghị đánh giá kết quả giải phóng mặt bằng và quán triệt thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89 hơn 10 năm xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới. Huyện Khoái Châu chuyển dịch chăn nuôi sang khu dân cư. Chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị đánh giá kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lựa chọn nhà thầu trong tháng 6 và đang triển khai thực hiện các bước lựa chọn các nhà thầu khảo sát thi công và giám sát công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án hạng mục di dời hệ thống điện 110 kV đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã rà soát, quy chủ đạt tỷ lệ 80,9% trên 230,9 ha. Diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm đạt tỷ lệ 71%. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư đạt hơn 78%, số kinh phí đã bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân đạt gần 743 tỷ đồng. Đối với dự án thành phần 2.2, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Giao thông Vận tải đang tổ chức triển khai công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, bản vẽ thi công, dự toán công trình. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu các sở ngành tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chú trọng tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện cần tiếp thu kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trước, đồng thời sớm có phương án khắc phục những bất cập vấn đề phát sinh. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực của các sở ngành địa phương trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh trong thời gian qua. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó duy trì tốt nhịp độ làm việc, sự nỗ lực thực hiện dự án của giai đoạn trước, tập trung hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại một cách nhanh nhất, đồng thời triển khai dự án thành phần 2.2 theo đúng kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có báo cáo đề xuất Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1.2. Các ngành địa phương quản lý chặt chẽ diện tích đã giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích dự án, đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 khởi công xây dựng dự án thành phần 2.2. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của dự án, thực hiện công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án. Tập trung hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, mở rộng, cải tạo nghĩa trang trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Ban hành mức giá đất, hệ số điều chỉnh mức giá đất, đảm bảo nguồn cung vật liệu cho việc triển khai xây dựng dự án thành phần 2.2. Với tinh thần là tất cả các việc, các nhiệm vụ, các tiểu dự án thành phần là các đồng chí cùng tiến. Không có cái nào chờ cái nào cả. Những cái việc phê duyệt thì chúng ta vẫn theo các giai đoạn trình tự theo quy định thôi. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vô cùng quan trọng trong việc tạo đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Chúng ta phải nhất quán, chúng ta phải thống nhất trước sau về mặt cơ chế chính sách, về mặt quy định là nó phải như nhau. Đặc biệt là các cái chính sách, thì các cái chế độ mà người dân được hưởng thụ. Đấy, thì tôi đề nghị cái phát ngôn ra bên ngoài phải thống nhất và phải có cái tài liệu các đồng chí công bố công khai, niêm yết công khai, phát đến cho người dân. Tại 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 1.975 cử tri tham dự với hơn 100 lượt cử tri phát biểu ý kiến, nhiều nội dung trên các lĩnh vực.
Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người khó khăn, yếu thế trong xã hội, có các biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp, phòng chống các loại tội phạm, có chính sách phù hợp để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp chưa được khắc phục triệt để. Số lượng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và công suất xử lý còn chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận người dân chưa ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Hệ thống thoát nước đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương chưa được đầu tư xây dựng, gây ứ đọng nước, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, cử tri có kiến nghị về các lĩnh vực giáo dục, y tế, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, chế độ cho người có công. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày mai 5 tháng 7 năm 2023, kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp các phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên sóng truyền hình và các nền tảng số của đài. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay tại thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào có một doanh nghiệp coi thường luật bảo vệ môi trường, xả nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Điều đáng nói, việc xả thải đã diễn ra hơn 10 năm nhưng doanh nghiệp trên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù trong các chương trình thời sự trước chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng hiện nay công ty vẫn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là hình ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn giặt 89 xả nước thải trực tiếp ra môi trường vào tháng 8 năm 2022 mà chúng tôi đã phản ánh. Trước đó công ty đã hai lần bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Lần 1 vào năm 2019 với số tiền 100 triệu đồng. Lần 2 vào tháng 4 năm 2022 với số tiền 50 triệu đồng. Theo bạn thì thấy là cái nước như thế này thì theo bạn là đã ổn chưa? Nói chung là để mà đạt tiêu chuẩn thì em cũng không dám nói, nhưng bọn em cố gắng khắc phục tối đa có thể. Ủa, thối lắm. Một đứa. Mưa ở trong ruộng chúng tôi cấy ở đằng này là coi là nước chúng tôi xa là đen xì xịt thế đấy. Cái nước nó đen này các anh cũng biết rồi, là cái xanh này. Còn đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi được vào những ngày đầu tháng 7 năm 2023. Công ty vẫn sản xuất và tiếp tục xả thải nước ô nhiễm ra môi trường qua hệ thống kênh thoát nước trong thôn dẫn ra cầu Lường. Trong khi đó vào tháng 1 năm 2023, đơn vị trên lại tiếp tục bị ngành chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 42 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Mình đây là bị xử phạt tất cả bao lần rồi? Em 2-3 lần rồi. Hai ba lần xử phạt rồi. Trước đó cơ bản cái hệ thống của em nó bị vỡ, đợt trước nó bị vỡ thì nó phá là của em ấy. Một cái cơ sở sản xuất mà ngay lập tức chuyển thì nó rất là khó. Thế còn bọn em thì có những cái dự định là sẽ tìm những cái địa điểm để làm sao mà nó phù hợp công việc. Đối với địa phương, chúng tôi tuyên truyền với doanh nghiệp để họ nhận thức được những cái nguy hại của việc làm của doanh nghiệp. Việc thứ hai là với thẩm quyền của địa phương không có chức năng để xử lý vì đây là doanh nghiệp, đề nghị với cơ quan chức năng cấp trên là có những biện pháp là nếu như doanh nghiệp còn tái vi phạm thì sẽ xin rút phép hoặc xử lý. Hơn 10 năm hoạt động là gần đấy năm công ty trách nhiệm hữu hạn giặt 89 xả nước thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, ngoài việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, việc tuyên truyền để doanh nghiệp trên không xả nước thải gây ô nhiễm thì các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền ở thị xã Mỹ Hào vẫn lung túng chưa có giải pháp ngăn chặn vi phạm một cách triệt để. Có thể khẳng định công ty trách nhiệm hữu hạn giặt 89 đã chấp nhận bị các ngành chức năng xử phạt và vẫn tái phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là những vấn đề mà người dân thường xuyên phản ánh đến đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, nhà thiếu nhi tỉnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, mùng 7 tháng 7 năm 2003, mùng 7 tháng 7 năm 2023. Đến dự chúc mừng có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.
Hiện nhà thiếu nhi tỉnh có 17 bộ môn năng khiếu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Nhiều năm duy trì việc tổ chức lớp trải nghiệm kỹ năng sống, học làm người có ích vào dịp hè hàng năm. Từ cái nôi nhà thiếu nhi tỉnh, nhiều thế hệ thiếu nhi đã được phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh, luôn đạt thành tích cao, phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, được các cấp lãnh đạo ghi nhận. Phát huy truyền thống 20 năm qua, thời gian tới, nhà thiếu nhi tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tổ chức các loại hình hoạt động, xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân nhằm đa dạng hóa các hoạt động, các loại hình dịch vụ, thực hiện tốt vai trò là trung tâm tập hợp đào tạo phát hiện bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi. Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong tình hình mới, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số và đẩy mạnh phối hợp phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân là những vấn đề đặt ra tại Đại hội Công đoàn huyện Văn Lâm lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Toàn huyện Văn Lâm hiện có gần 18.000 đoàn viên tại 163 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó 90 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, có một thỏa ước nhóm doanh nghiệp ngành may đưa được những nội dung quan trọng có lợi cho người lao động vào thỏa ước. Đây là địa phương có số doanh nghiệp xây dựng được thỏa ước lao động tập thể nhiều nhất tỉnh. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng một tháng. Hàng năm, trung bình có 100 chuyến xe đưa đón 3.000 công nhân lao động cùng gia đình ở xa quê về ăn Tết, giới thiệu kết nạp đảng được trong 105 đoàn viên ưu tú. Có 174 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn huyện Văn Lâm tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, nhất là từ việc thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được dự báo có thể phát sinh nhiều xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, nỗ lực đồng hành để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị huyện Văn Lâm. Huyện Văn Lâm là huyện công nghiệp. Đại hội sẽ tập trung vào việc huy động các nguồn lực cho việc chăm lo cho người lao động, đoàn viên công nhân viên chức trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức công đoàn và nhất là sẽ phối hợp để phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Cái thứ ba là sẽ tập trung vào việc phối hợp cũng như là vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp để đẩy mạnh hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Công đoàn huyện Văn Lâm khóa 12, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Năm học 2023-2024, công ty phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đã đặt hàng các nhà xuất bản hơn 1 triệu đầu sách, giáo khoa và sách bổ trợ. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn hàng, phấn đấu sẽ có đủ sách khi năm học mới bắt đầu. Để có sách giáo khoa phục vụ năm học mới từ cuối năm 2022, công ty phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đã chủ động đặt hàng với các nhà xuất bản. Đối với các đầu sách giáo khoa tái bản, hiện hơn 80% số sách đã được giao đến các cơ sở giáo dục. Đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11, nhiều cơ sở giáo dục chưa thống nhất được đầu sách nên có khả năng sẽ phát hành chậm, nhất là với các đầu sách thuộc bộ Chân Trời Sáng Tạo do bộ sách này chỉ xuất bản và phát hành tại khu vực miền Nam. Trong đó, sách khối 4, khối 8 sẽ bàn giao đủ trong tháng 8, riêng khối 11 cùng một môn nhưng nhiều trường chọn sách lớp 10 và lớp 11 không cùng một bộ nên khó dự tính số lượng đặt hàng với các nhà xuất bản. Hiện tại, công ty đang tích cực làm việc với các nhà xuất bản để nhanh tiến độ thực hiện đơn hàng, đảm bảo có sách khi năm học mới bắt đầu. Là một huyện có tỷ trọng nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng còn khá lớn trong cơ cấu kinh tế, huyện Khoái Châu đang tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, tập trung, quy mô lớn với định hướng xa khu dân cư để không gây ô nhiễm môi trường và thuận lợi cho việc phòng chống dịch bệnh. Gia đình ông Quân ở thôn Quan Thượng, thị trấn Khoái Châu đã gắn bó với nghề chăn nuôi lợn và ngan hơn 30 năm nay. Trong chuồng trại của gia đình ông, thường xuyên có hơn 100 lợn thịt và hơn 1.000 con ngan. Nhưng ngay sau khi được địa phương tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết số 330 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp quy định khu vực không được phép chăn nuôi, thì gia đình ông đã dừng việc chăn nuôi và đang chuẩn bị cho việc chuyển đổi nghề. Tại thị trấn Khoái Châu, các hộ chăn nuôi ở khu dân cư thuộc hai tuyến đường Nguyễn Khoái và Giải Thị cũng đã dừng việc chăn nuôi. Là một công dân của thị trấn thì mình muốn là môi trường của thị trấn, huyện, rồi khu tâm linh, khu trường học là sạch sẽ.
gia đình là tuân thủ theo cái chủ trương của nhà nước. Thị trấn cũng đã cử cán bộ chuyên môn thú y đi đến các hộ tuyên truyền vận động, rồi là ký cam kết để các hộ là có cái tinh thần chuyển đổi nghề từ năm 2025 cho nó được phù hợp. Thì còn về các cái cơ chế thì đề nghị là tỉnh rồi huyện hỗ trợ các hộ chăn nuôi đấy, một là vay vốn dài hạn chuyển đổi nghề, cái thứ hai là học nghề. Hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi chiếm trên 50% tỷ trọng ngành nông nghiệp của huyện Khoái Châu. Toàn huyện có trên 2.300 con trâu bò, trên 95.000 con lợn và trên 1,3 triệu con gia cầm. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 330. Các địa phương đã và đang tổ chức ra soát, yêu cầu dừng việc chăn nuôi tập trung trong khu dân cư và hỗ trợ việc di rời ra khu tập trung hoặc chuyển đổi nghề mới. Toàn huyện đã có 136 trang trại đạt chuẩn theo thông tư số 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Có nhiều trang trại gia trại trong khu vực cấm đã dừng hoặc chuyển dịch ra khu vực được cho phép. Muốn chăn nuôi một cái mô hình quy mô mà kín đáo mà bảo đảm được dịch bệnh thì cần phải có diện tích. Thứ nhất là phải làm được chuồng kín, rồi chuồng mát, rồi bảo vệ được con vật. Đấy, cho nên là cái việc mà đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư đó là việc rất là cần thiết, bởi vì nó phòng được cả dịch bệnh, cả an ninh, rồi kể cả từ bà con trong thôn xóm là không mất lòng nhau. Hiện nay thì toàn huyện có 37 khu quy hoạch chăn nuôi tập trung xa dân cư với trên 300 hecta diện tích. Cũng phải nói là rất nhiều năm nay thì huyện cũng rất quan tâm đến việc mà chuyển đổi các cái hộ chăn nuôi trong khu dân cư ra ngoài khu dân cư. Ngoài các cái chương trình hỗ trợ của theo tinh thần của nghị quyết về cái việc mà hỗ trợ về di rời, hỗ trợ chuyển đổi nghề, thì huyện cũng sẽ đồng hành cùng với những người chăn nuôi để hỗ trợ họ trong những cái việc mà tiếp cận cơ chế hoặc cũng như là tiếp cận các cái nguồn vốn hỗ trợ khác theo quy định. Chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn và chỉ dừng lại ở việc chăn nuôi nông hộ, không phù hợp với xu thế phát triển của ngành chăn nuôi nói chung. Việc huyện Khoái Châu tích cực triển khai nghị quyết 330 không chỉ giúp chấm dứt phát triển chăn nuôi theo hướng manh mún nhỏ lẻ, gây ô nhiễm môi trường, mà còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, tập trung, quy mô lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện xử lý 509 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 49 vụ, trong đó khởi tố điều tra 34 vụ, 38 bị can về hành vi vi phạm về tàng trữ, vận chuyển, sản xuất buôn bán hàng cấm, một vụ vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, xử lý 475 vụ vi phạm hành chính, gồm 47 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 403 vi phạm về gian lận thương mại, 25 vụ vi phạm về hàng giả. Nhìn chung, hoạt động buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ và có diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là các vụ việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng hàng cấm, pháo nổ và thuốc lá điếu nhập lậu, việc sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh cũng diễn biến phức tạp. Nhóm mặt hàng bị phát hiện làm giả nhiều nhất phải kể đến phụ kiện thời trang như quần áo, giày dép, ví, túi xách, kính mắt, loa. Thực hiện thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu vừa tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ bà Bùi Thị Thục, thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến do lấn chiếm đất phi nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung. Theo đó, gia đình bà Bùi Thị Thục đã lấn chiếm 580 m² đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung, xây dựng tường rào cao 1,5 m, phía trên bắn tôn cao 1 m, nền đổ bê tông xi măng, xây dựng nhà tạm mái lợp tôn, diện tích khoảng 60 m². Bà Thục còn xây tường gạch bằng bê tông chắn lối đi vào thửa đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung. Các đơn vị chức năng tháo dỡ công trình lán tôn, di chuyển tài sản của hộ gia đình ra khỏi vị trí vi phạm, khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm.